con này nó là bản R 2017. Bản R thì nó khác cái kia, nó có heo Rambo với lại phuộc Olin. Xe đi 6.000 cây, biển Đồng Nai. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Gia Rỉ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại sẽ làm một cái video đặc biệt cho anh chị và các bạn luôn. Mình thấy anh em hỏi rất là nhiều về phân khúc từ 250 tới là 1000cc tại cửa hàng. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật rất chi tiết và cụ thể cho anh chị và các bạn nha, từng dòng, từng con. Rồi các bạn nào mình muốn mua thì cũng cận Tết rồi, mọi người mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và tổ quý 8 ha. Đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có anh Phong sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời anh ạ. Trong video này thì sẽ giới thiệu anh em tất cả những cái xe biển số A nhé. Biển số A, những cái gì mà liên quan biển số A là quay thất. Đấy. Giật đi nới đầy tí cho khách vào xem xe nữa. Chắc là mình sẽ ra ngoài quay con biển số A đầu tiên ở ngoài kia. Okay. Con màu vàng chóe đấy. Mình sẽ quay từ 250 lên 1000 nha mọi người. Anh em chịu khó xem á. Ligon với lại Gentleman loại này thì hiện tại còn 4 5 chiếc, nhưng mà ở bên này mình chỉ có để có một chiếc này thôi. Chiếc này mới về ngày hôm qua. Hôm qua về thì nó không có bình mà nó cũng chả có xăng. Đấy, hôm nay thì nổ miếc là ngon lành rồi. Rửa ráy sạch sẽ, xe sạch đẹp, đi 9.000 cây nha. Con này thì sẽ để cho anh em với mức giá nó là 43.900. 43.900. 43.900. Là cái con biển số A đầu tiên. Đây. Rồi lại bên trong. Ở đây thì cũng có hỗ trợ trả góp hết, nhưng mà đối với những cái phân khúc mà 200 như thế này á thì ngân hàng chỉ hỗ trợ tối đa là 40 triệu. Đối với xe cũ là 40, còn có một vài cái mẫu xe mới á, thì ngân hàng hỗ trợ lên đến 70 triệu. Đây. Rồi mình chắc xuống quay 250 lên đi. 250 lên. Đây. Cho nó dễ. Cho anh em dễ tham khảo ha. Đây. 250 là phân khúc 250 có loại nào ta? Đây có Bentley 300. Con này mới về ngày hôm qua này. Sạch đẹp. Đó. Anh em mình thôi hỏi con này cũng khá nhiều. Xe 218. Em ra xem ai gọi cho anh. Biển số 43 Đà Nẵng. Anh em sang tên về đâu cũng chỉ hết 1% thuế. Con này thì hiện tại mình đang bán với mức giá nó là 62.900. 62.900. Rồi. Chuyển qua bên này thì KTM Duke 390. Anh em hỏi nhiều những cái dòng như thế này thì có hết. Thì 34.000 cây, xe sạch đẹp, đời 24, biển Sài Gòn, có lên được bô chống đổ, kính chắn gió. Đấy. Thì con này hiện tại mình đang bán với mức giá là 72 triệu, đời 24 ABS. Đi vào trong này Việt đây. Đây. Rồi, biển số A tiếp tục là W175. Hy vọng nó còn xăng. Hết xăng mất rồi. Hết xăng à? Đi 2331 cây đúng đồng hồ. Xe 2018 biển An Giang. Con này thì hiện tại mình đang bán với mức giá nó là 58.900. Đi chỉ có 2.300 cây nha. Như một con xe mới, xe bao cọp luôn. Hơi chật. Mấy bữa nay xe về nhiều chật. Rồi, tiếp tục biển số A nữa là KTM Duke
250 không? Đúng rồi. 250 2015 đi 26.000 cây. Biển số Sài Gòn, cái con này mình đang bán là 66 triệu. 66. Rồi, biển số A tiếp. GPX Razor 220 220cc. Thì con này là biển số 75, xe 2020 đi 1.600 cây. Thì hiện tại con này mình đang bán nó là 43.900.000. 43.900. 43.900. Rồi, mình ra ngoài quay món Z3 với lại Ninja. Mông mà to to đi khó lọt lắm. Đó, anh em chịu khó nha, mình cũng cố gắng mình quay đầy đủ cho anh chị và các bạn để mua tết khi mà mình với Việt báo như này. Anh em muốn xem chi tiết về một chiếc nào đó, anh em cứ nhắn tin qua bên Zalo cho mình, mình sẽ gửi cái video chi tiết về nó cho anh em, rất là dễ xem. Ví dụ anh em cần xem Z3 nhỉ, nhắn tin cái cần xem Z3, mình sẽ gửi video chi tiết về chiếc này, quay cận cảnh. Này, yếu bẩn mất rồi. Z3. Chiếc này là đi 15.836 cây. Con này có tua đồng hồ nhé. Con này đồng hồ nó rơi vào khoảng cỡ 30.000 cây. Biển Sài Gòn. Cũng là đời 2016-2017. Rồi. Con bên trong 59A3. Con này đi 20.000 cây đúng này. Tất cả nước sơn zin hết. Rồi. Còn tiếp theo nữa là con này cũng đi đúng đồng hồ. Đây đi bộ độ 13.000 cây. Đấy. Rồi. Rồi. À, ba con này ba thì con này đều đồng giá là 84 triệu một con, đều là biển số Sài Gòn. 84 triệu nha mọi người, anh em chú ý nó là biển Sài Gòn đúng không ha? Tất cả những cái xe mà bán cho anh em á đều bao rút hồ sơ đầy đủ, riêng dòng mô tô. Rồi, okay. Xe trên 20 triệu và xe chính hãng sẽ bao rút hồ sơ. Còn đã là xe tàu sẽ không bao rút. Đấy. Rồi, tiếp tục là Ninja 300. Đó. Đấy, yếu bình mất rồi, tạch tạch đây. 19.297 cây. Con này chuẩn ô đô. Xe 27. Thì con này hồ sơ mình đã rút sẵn rồi. Hiện tại giá con này mình cũng đang bán là 84 triệu. Rồi. Thêm một con nữa. Đều trong trạng thái yếu bình hết trơn. Lại Ninja 3 nữa nè mọi người. À còn. Con này thì bao sáng đẹp. 9.057 cây. Con này cũng là bị tua đồng hồ này. Con này cũng phải chạy khoảng cỡ 30.000 cây. Đấy. Những cái con nào mà tua đồng hồ là mình sẽ báo anh em là xe đã tua đồng hồ nha. Còn con nào mà đọc chuẩn là chuẩn km luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đến CBR 250 R3. CBR 250 thì hiện tại đang còn 1, 2, 3, 4 chiếc. Đó, tha hồ cho anh em lựa chọn luôn. Tại vì các bạn biết sao, mua ở đây thì các bạn lợi thế cái là xe nó có rất là nhiều, mình có thể lựa chọn được theo ý của mình ha. Mười ngàn 502 cây. 2019. Con này đen nhám nguyên con, xe còn chưa rửa nữa. Con này cũng chưa kịp quay video lẻ này. Con này hiện tại mình đang bán với mức giá là 113 triệu. Nó là biển số thành phố Phan Giang. Anh em sang tên mình đâu cũng 1% thuế. Anh em chú ý ha. Rồi, có cái anh em mà hỏi cái con này bán cho anh. Con này chưa, con này mình cũng chưa lên video lẻ luôn. Con này thì anh em cũng chả cần phải coi gì cả, tại vì nó có đi 500 cây thì còn coi cái gì nữa. Đây này mọi người, nhìn thấy cái tem xanh này xe mới không? Con này là, con này 150 mà. 150. Đúng rồi, lỡ báo luôn đi. Tí nữa báo được. Con này là 69.900 đi 500 cây. Cái này để nói sau nha mọi người. Rồi. Con đỏ này thì anh em đặt cọc rồi, chưa đến lấy. Này. Con màu xám này thì nó là xe 2018, hơi chật nên là Việt chịu khó len một tí nhé. Đi 11.000 cây, màu xám 2018 biển Sài Gòn, mình đang bán là 115 triệu. 115 triệu. Rồi cái con rẻ nhất đây. Rồi,
Cái con này rất là nhiều anh em comment, rất là nhiều anh em hỏi con này còn không nè. Xe con này bị tai nạn có làm lại dàn đầu, dàn cổ. Đấy, mình mua xe này bị lỗi, chấp nhận lỗ. Thì con này hôm nọ cũng có báo sơ qua cho anh em rồi. Mình đang bán là 85 triệu. Bao giúp con này sơ. Lỗ đây chứ mình tính rồi. Con này thì bao anh em chạy là đầu cổ cân bằng, không có lệch lạc. Máy móc thì không phải lo. Con này tính ra lỗ gần 30 triệu đúng không? Đúng rồi. Lỗi cũng phải chấp nhận thôi, mua phải xe lỗi lâu lâu dính xương là bình thường. Đấy. Anh em nào mua thì liên hệ. Máy thì nói chung là mọi thứ bây giờ nó chạy ok hết, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà ý là mình phát hiện ra cái lỗi đó thì báo cho mọi người thôi. Đấy. Máy móc là ngon lành thành đạo. Tại vì mình bán xe cho anh em, tất cả những xe ở đây đều bao máy là một và bao cái đầu cổ chẳng ba là hai, không phải xe đâm đụng. Tại vì nếu mà có một vài con nó trường hợp lỗi như con này mình sẽ báo chi tiết đến anh em luôn. Đó, chứ không phải là xe mà lỗi mà bùa thêm vào để biết cái lỗi đi. Nó có sao ở đây bán vậy. Chỉ hôm nọ là cái màu của nó là màu sơn carbon, nhìn để lâu quá thấy chán mắt đem đi sơn đen nhám thôi. Đen nhám tiếp là 2019 đi 11.000 cây. Con này mình đang bán 110 triệu, biển số 94 Bạc Liêu. 94. Mấy bữa nay mấy cụ em nó nghỉ nhiều nên thành ra không có người lau xe này, bụi mù. Đó, trên từ. Rồi. 250 thì lên 300 phân khối nữa này mọi người. Thì con này là Yamaha R3. R3 2016, biển số 94, đi 21.000. Thì con này mình đang bán nó là 82 triệu. 82 triệu, rồi. Lên Yamaha R3 2021 nữa nha mọi người. Anh chị và các bạn tham khảo luôn, có đủ à. R3 mẫu cũ, mẫu mới có hết. Nên anh em nào mình muốn mua. Lấy con đấy anh em. Mình cứ xem. 2021 chưa kịp rửa, đất vẫn bám đầy bánh luôn. Mấy bữa nay xe về nhiều đã rửa được hết xe rồi. Rửa từ sáng giờ chưa hết được, cái đám xe mới về 1-2 ngày trước. 2021 đi được 2.330 cây. Dán áo bọc keo thì anh em khỏi lo rồi, không biết chảy. Sổ sách bảo hành các thứ đầy đủ hết. Giá hiện tại mình con này sẽ để cho anh em mức giá là 115 triệu đi 2.000 cây. 115 triệu sẽ đi 2.000. Tất cả dàn áo đều bọc keo, không một vết chảy nha. Bao anh em mà không một vết chảy. Biển 68 Kiên Giang. Rồi. 300 nữa thì mình phải nhắc tâm MT nha mọi người. MT03 thì hiện tại mình có xe mới và xe cũ. Thì xe cũ thì mình đang còn một con biển 47 Đắk Lắk này. Con này thì nó là xe đời 2017, biển số Đắk Lắk, đi 6.000 cây, hết bình mới được. Con này giá là 86 triệu. Rồi, qua cái MT03 mới nha mọi người. Mới thì là 100 bao VAT, hiện tại thì còn 4 con thôi. Và đặc biệt ở MT03 mới này thì ngân hàng hỗ trợ tới 70 triệu lần. 70 triệu. Thì anh chị và các bạn có tầm 35 triệu là mình có thể mua được. 300 rồi, bây giờ ta chuyển sang Beo 300. Beo 300 luôn. Beo 300 thì còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiếc. Màu đỏ này. Cái này bán cũng nhiều mọi người, nó về nữa chứ không phải không đâu. Về rồi lại đi rồi lại về. Con này là biển số 81 Gia Lai, đi 3.000 cây, đời 2019. Con này mình đang bán là 90 triệu. 90 triệu. 90 triệu. Hôm bữa có thông báo với anh em là dòng Beo 300 thì mình đang giảm là 2 triệu một xe. Ví dụ như con đó là 90 sẽ giảm 2 triệu, còn 88. Rồi, tiếp tục màu đen nữa mọi người. Đời 2018, biển số 49 nha. Con này thì 87 triệu. Giảm 2 là còn 85. 85. Con này đi 7.000 mấy trăm cây thôi. Những cái hàng xe này thì toàn xe lướt thôi, không có mấy xe đi nhiều. Rồi, tiếp tục nữa nè mọi người. Con màu đỏ. Con này 2020.
Con này chắc là mắc nhất cửa hàng. Đi 900 cây. À, 900 giá cây. Giảm xuống là còn 95 triệu 900 cây. Biển số 68 của Kiên Giang. Còn kế tiếp nữa, con này là biển 61 Bình Dương, đi 7.000 cây. Bô móc. Con này thì mình đang bán 88 thì giảm xuống nó là còn 86. Mình tắt cái xin nha. Okay. Tiếp tục là một con màu xám này, xám đen. Con đấy nó không phải màu xám nữa mà nó là màu đen nhám. À đen nhám hả? Đen nhám. Mình thấy thấy nó nhám nhám. Biển số Gia Lai, con này là chủ phố, chủ Pleiku này. Thì anh em sang tên những con này về những cái thành phố nào đó thì nó sẽ rất là nhẹ thuế. C2020. Ok. Con này là đi được là 6.000 mấy cây ấy. Thì con này hiện tại mình đang bán nó là 92, giảm thì còn là 90. Còn kế tiếp nữa, con này là biển số 70 Tây Ninh. Bồ cũng mong nhẹ. Chủ xe nằm ở thành phố Tây Ninh. Con này nó là 2020 đi 9.000 và giá của nó cũng là 92 luôn. 92 triệu. Rồi, tiếp tục là một con biển số 61 đời 2018 nha mọi người. Con này đi 12.000 cây, biển Bình Dương. Giá con này là 87 triệu, đang giảm 2 triệu là còn 85. Hiếu Bình. Hiếu Bình. Hiếu Bình hoặc là để lâu mấy cái công tắc này nó không có tiếp xúc điện. Rồi, tiếp tục con này là Bell 500. 500. 500 thì em ơi, em. Tắt cái máy xe giùm anh Phát. Con đây. Bell 500 hồ sơ đã rút sẵn rồi. Giấy thành phố Biên Hòa anh em sang tên về đâu cũng chỉ hết 1% thuế. Xe 2019. Đấy. 2019. Con này thì lên được cặp thùng lên VV. Thùng, lên cảng. Lên vi đông. Vi đông cổ đấy. Rồi cảng trước này nữa. Như lên đèn nữa đúng không anh? Lên đèn LED. LED luôn. Con đấy thì hiện tại mình đang bán với mức giá là 140. Cái hồ sơ rút sẵn rồi, con này anh em mua bấm số cái cạch. Rồi ok. Được. Điện cổ điển thì báo luôn con Vulcan đi. Đây đây. Trong cái dòng nó luôn nha mọi người. Đó cổ điển. Vulcan 650F 219 biển số Đà Nẵng. Đi 17.000 cây. Con này thì hiện tại mình đang bán là 198 triệu, 198. Con này thành phố Đà Nẵng nên anh em sang tên về đâu cũng chỉ hết có 1% thuế thôi. Rồi. Đến con này thì có hai con này đi. Z650 à? Z650 và Ducati 795. 795 hồ sơ rút sẵn 2013. Đi 18.580 cây. Mô độ. Mô FC. Đặc trưng của Ducati là như này nha mọi người. Máy nó là như thế mà ra chạy ghê lắm. Máy của Ducati thì nó là nồi khô. Lúc nào mà nghe cái tiếng nồi của nó nghe như kiểu máy cày. Nhưng mà nó sản xuất ra vậy rồi. Nó đâu êm như mấy thằng Gia, mấy thằng Honda này. Nó là do nó sản xuất ngay từ đầu. Z650, hy vọng còn bình. Hiếu Bình. Sài Gòn cũng có một số đồ chơi nho nhỏ. Xe 2017 đi 22.000 cây. Z650 này giá rất mềm, chỉ 119 triệu thôi. Rất mềm. Ninja 650 còn 2 chiếc. Con xanh này bữa bán cho ông chú ông về đổi lên con Z8 này. Hôm sau cậu kia mua mà lại chưa lên được hồ sơ. Con này đến số 60 nha mọi người. 11.209 cây. Bô móc nhẹ. Đấy. Nước sơn tất cả đều nguyên zin. Chưa có sơn dạng vào bất cứ đâu. Xe bao đẹp. 2019 biển Đồng Nai. Con này mình đang bán là 135 triệu.
135. Rồi, còn, Ninja 650 bên này nữa. Con Ninja 650, con này là đi 14-15 ngàn cây rồi. Biển số thủ đô. Con này thì hiện tại mình đang giảm xuống là còn 125 triệu. 125. Rồi, qua CB R500. Đó. Có màu CBR đỏ. CBR500 màu đỏ. Con này thì nó là cuối 2020. Tháng 12 năm 2020 đi được 4.000 cây. Con này thì nó không khác gì một con xe mới cả. Sổ sách bảo hành chính hãng còn đầy đủ hết. Đó. Như xe mới. 114 cây. Khóa kính đầy đủ. Cũng chả độ thêm cái món đồ nào. Nguyên giá con này là bao nhiêu anh? Con này thì hiện tại mình đang bán nó là 142 triệu. 142 triệu. Còn con đen bên trong thì đang xả giảm xuống là còn 135. Con này ngâm lâu lắm rồi. Biển 47 Đắk Lắk đi 12.000 cây. Có 157 mà giảm xuống còn 135 à. Ngày xưa lúc đợt đầu năm nó còn cao. Bây giờ này mọi người giảm theo cái xu hướng thôi. Đó. Con bên trong biển số thành phố Rạch Giá đi 3.000 cây. Cũng 2020 tất. Con đấy thì giá mình đang giảm xuống là còn 140. À, 140 triệu. Biển Rạch Giá như vậy anh em sang tên về đâu cũng chỉ hết có 1% thuế à. Nhẹ thuế. Rồi. Đổi lon à. Vừa cổ không? Cách giờ vẫn lên ủng hộ. Rồi, bây giờ mình sẽ lên món Em ơi, dắt ra ngoài giúp anh phát được nơi cái nữa. Có 1.000 rồi mọi người. Bốn máy. Bốn máy thì hiện tại mình đang có Z8, Z9 và Z1000. Z8, Z9, Z1000. Con này nó là bản R2017. Bản R thì nó khác cái kia, nó có heo Rambo với lại phuộc Olin. Xe đi 6.000 cây, biển Đồng Nai. Lên mỗi cây chống đổ. Với bát biển số đút gầm trả lên. Con này gọi là nó mới thôi rồi luôn. Họ cho mấy thanh niên mượn chạy vòng vòng chơi con nào dàn bốn máy con nào toàn bùn với đất này. Chưa rửa được. Đó. Con này thì hiện tại mình đang bán nó là 349 triệu. Z1000R. Còn con bạc đây nữa cũng zin từ đầu đến đuôi, từ cái nước sơn đổ đi chưa có làm cái gì, gắn mỗi thêm mỗi cái cây chống đổ. Kính còn zin là mọi người biết rồi ha. Kính, đuôi, xi nhan này vẫn còn để zin. Con này đi bao nhiêu ngàn anh? Đi 19.000 cây. 19.000, đời 2017 à? Con này nó là 2014. À, 2014. Biển số thành phố Bến Tre thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ 1% thuế thôi. Hiện tại con này mình đang bán nó là 232 triệu. Ok, 232 triệu. 19.000 cây là 19.000 cây chuẩn nhá anh em. Bao anh em đem đi check luôn. Thì thầm. Con máy xe này nổ rất là hay. Xe thì là mới bật khóa để luôn nên không dám nẹt. Nẹt nhẹ nhẹ nghe nó sương sương thôi. Còn nẹt lớn quá dễ bay màu lắm. Rồi. Z8 này thì nó là xe 2018. Ồ. Bụi nó bám. Bụi thôi rồi à? Có mấy đứa em thì nó nghỉ mất nửa rồi, nghỉ Tết. Việc nó lại nhiều. Biển số thành phố Đông Hà, Quảng Trị đi được 13.000 cây chuẩn. Vỏ lốp trước sau còn theo xe. Con này thì mình đang bán là 198 triệu. 198 triệu, giá chính nha mọi người. Còn bên này thì ngược lại là 189. Con này thì màu xanh.
thành phố à quên biển số huyện của Tây Ninh. Xe 2017 đi 19.000 cây. Con này thì mình đang bán nó là 189 triệu. Màu xanh. Hôm bữa có con về con biển Sài Gòn đi có 2.000 cây con màu này. Đẹp bán liền hả? Rồi, cái, chuyển qua cặp Z8 ha. Z8 này là cặp ABS luôn nha mọi người. ABS hai con này thì cái con này nó dán tem chùm. Màu sơn nó cũng như vậy này. Màu sơn này nó bập bập này, nhưng mà dán lên rất là nổi. Bạc bạc cái kiểu này. Đấy. Giá nó nổi màu sắc hơn tí. Đi 36.312 cây. Biển Bình Dương. 215 ABS thì con này mình đang bán nó là 165 triệu. 165. Rồi. Còn chuyển qua em Z8 cuối cùng. Z8. Con này thì nó là xe đời 2015 và đăng ký 2016. Đi 19.000 cây. Con này thì mình đang bán 170. Con này nó hạ được cái phuộc sau. Mấy cái đồ chơi nói chung là nó có đồ xương xương ấy. Con này thì mình đang bán là 170 triệu. Thì tất cả những cái xe mà mình đã báo giá thì vẫn có mức giảm thêm cho anh em nữa. Đấy. Anh em nếu cần mua chi tiết về một chiếc xe nào đó thì mình cứ alo hoặc nhắn tin qua cho em. Em gửi video tổng thể về một mình chiếc đó cho. Ví dụ cần xem chiếc Z1000 này sẽ có video riêng quay từ con ốc để cho anh em tham khảo nó kỹ hơn. Rồi, thì đó là mình vừa báo từ dòng 200cc tới là 1000cc tại cửa hàng. Các bạn nào muốn mua những dòng nào thì mình chịu khó mình xem kỹ clip. Bạn nào mình video sau cho anh em mình sẽ làm thêm về cái dòng phân khúc 150. 150 thì cái số lượng cũng rất chi là nhiều, đủ mẫu. Anh các em nào mua, mua xe mà ở xa thì anh em có thể đặt cọc, mình sẽ di chuyển xe đến anh em tận nơi được. Với một cái vấn đề nữa là ở Bình Dương, Sài Gòn và Đồng Nai thì mình vẫn miễn phí ship. Còn anh em ở tỉnh khác thì trả thêm phí. Còn về tất cả đều là xe hải quan chính ngạch, bao rút hồ sơ tất. Mình ở đây mình không có bán mấy cái xe giấy tờ mà thanh lý, giấy tờ lôm côm mà mình không có bán. Toàn bộ là xe hải quan, bao rút hồ sơ. Rồi, ok, chắc là mình sẽ kết thúc clip nha mọi người. Anh em nào mua những cái dòng mà xe mà ngoài cái video này á thì mọi người cũng có thể alo cho anh Phong ha, hoặc là có thể là đợi mình cập nhật cái video khác cho mọi người ha. Mọi người xem thì nhớ like cho sĩ á. Rồi, ok, xin chào mọi người nha. Xin chào anh.